Trời trời, thế mẹ đi vắng thế, ở nhà Duyên Báo làm gì con? À, Duyên Báo không ngủ. Thế con có ngủ không? À, không ngủ á? Thế sao con lại không ngủ? À, Duyên Báo sao? À, Duyên Báo ngáy á. Thế sao con ngủ ở đâu? À, con lên đi ngủ hả? Thế, con nằm đi ngủ. Duyên Báo ngáy thế nào con? Anh nhái như vậy hả? Ngay là con không ngủ được. Rồi, nghe lời. Con đi xuống đây con. Xuống đây ăn xuống.